Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Liên minh châu Âu đề nghị số hóa thông hành và thẻ căn cước. Ủy ban châu Âu vừa đưa ra đề nghị số hóa thông hành và thẻ căn cước thông qua ứng dụng du lịch kỹ thuật số Liên minh châu Âu. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện việc ra vào khu vực Schengen, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tăng cường an ninh tại biên giới. Với lượng khách du lịch qua biên giới của Liên Âu lên đến gần 600 triệu lượt mỗi năm, việc kiểm soát thủ công tại các cửa khẩu đang trở nên quá tải và mất nhiều thời gian. Ứng dụng này cho phép hành khách tạo và lưu trữ phiên bản kỹ thuật số của thông hành hoặc là thẻ căn cước trên điện thoại di động. Dữ liệu được lưu trữ sẽ bao gồm ảnh khuôn mặt và các thông tin cá nhân cần thiết, nhưng không bao gồm dấu vân tay. Trước khi lên đường thì hành khách có thể gửi thông tin này cho cơ quan biên giới để kiểm tra trước. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Ứng dụng giúp xác minh danh tính chính xác của hành khách, ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả mạo và phát hiện tội phạm xuyên biên giới hiệu quả hơn. Công dân của Liên Âu có thể dễ dàng di chuyển giữa các nước thành viên bằng cách sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số. Việc số hóa thông hành và thẻ căn cước là một phần trong chiến lược lớn hơn của Liên Âu nhằm xây dựng một xã hội số, nơi mà các dịch vụ công được cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phi cơ của Pháp bay ngang qua không phận của Iraq trong khi Iran tập kích tên lửa vào lãnh thổ của Israel. Hãng hàng không của Pháp là Air France mới đây cho biết, chuyến bay mang số hiệu AF-662 của hãng này khởi hành từ Paris đến Dubai đã bay qua không phận của Iraq khi mà Iran bắt đầu tập kích hàng loạt tên lửa vào lãnh thổ của Israel. Một số phi đạn của Iran phải bay qua không phận của Iraq trước khi lao xuống mục tiêu ở Israel. Đài truyền hình LCI là bên đầu tiên đưa tin về vụ việc này, cho biết phi công của chiếc phi cơ đã nhìn thấy tên lửa trên bầu trời đêm. Còn cơ quan kiểm soát không lưu của Iraq thì chúc họ may mắn. Sự việc diễn ra ngay trước khi hãng hàng không Air France ra lệnh cho máy bay của mình ngừng bay qua không phận của Iraq. Tuy nhiên, chuyến bay AF-662 đã bay qua miền nam của Iraq khi mà cuộc tấn công của Iran mới bắt đầu, ngay trước khi giới chức của Iraq chính thức đóng cửa không phận của mình. Và các chuyến bay qua không phận Iraq chỉ có bay trong hành lang đặc biệt được tất cả các hãng hàng không sử dụng. Phát ngôn viên của Air France nói rằng công ty đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ việc. Hãng này không bình luận về việc liệu các phi công có thấy tên lửa hay không. Tên lửa đạn đạo thường bay cao hơn máy bay thương mại. Iran đã phóng 200 tên lửa vào lãnh thổ Israel trong cuộc tấn công đó. Vài ngày sau khi thủ lãnh của Hezbollah là Hassan Nasrallah đã bị Israel hạ sát ở Beirut. Tehran khẳng định 90% tên lửa đã bắn trúng được mục tiêu, trong khi quân đội Do Thái thì cho biết có nhiều tên lửa đã bị đánh chặn. Nước Pháp công bố kế hoạch chuyển tiêm kích Mirage cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp Sébastien Lecornu đã cho biết là Paris sẽ bắt đầu chuyển Mirage 2000 cho Kyiv từ đầu năm 2025. Các máy bay sẽ được tích hợp nhiều thiết bị mới, trong đó có vũ khí đối đất và hệ thống tác chiến điện tử. Chương trình đào tạo phi công và thợ máy Ukraine sẽ tiếp tục được duy trì. Ông Lecornu đã không đề cập đề cụ thể, nhưng nhiều khả năng thì phi đội Mirage 2000 sẽ sử dụng được các loại vũ khí không quân mà nước Pháp viện trợ cho Ukraine trước đó, như là tên lửa hành trình và bom dẫn đường Hammer. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp không công bố số lượng máy bay được chuyển trong đợt đầu, cũng như là tổng số tiêm kích Mirage 2000 mà Kyiv được tiếp nhận. Đây sẽ là mẫu tiêm kích phương Tây thứ hai được cung cấp cho Ukraine sau những chiếc F-16 của Na Uy và Hà Lan. Mirage 2000 là tiêm kích một động cơ do hãng Dassault Aviation của nước Pháp phát triển, được biên chế cho không quân của Pháp từ thập niên 1980. Đây sẽ là bổ sung đáng giá cho không quân của Ukraine, vốn đã chịu thiệt hại nặng nề sau gần 3 năm chiến đấu chống quân Nga xâm lược. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chính Hungary Mihály Varga cho biết, nước này quyết định hoãn việc thông qua một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến khoản vay khẩn cấp trị giá 50 tỷ đi kim dành cho Ukraine, vốn được nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đồng ý vào hồi tháng 6 và có sự tham gia hỗ trợ của Liên Âu.
Ông Varga cho hay Hungary muốn chờ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 mới đưa ra quyết định cuối cùng. Theo ông này, thì Hungary cho rằng việc quyết định gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga nên được đưa ra sau sự kiện chính trị lớn này. Israel đã phá được một đường hầm có chứa vũ khí của Hezbollah sau 2 năm ngầm theo dõi. Quân đội Israel thông báo là họ đã phát hiện ra một đường hầm của Hezbollah chạy từ Lebanon vào trong lãnh thổ của Do Thái và lượng lớn vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân với Iran ở bên kia biên giới. Theo lực lượng phòng vệ của Do Thái, vào lúc phát hiện đoạn đường hầm ngắn chỉ dài có 20 mét nói trên của Hezbollah vẫn chưa có lối ra ở trong lãnh thổ của nước này, nhưng cắt qua đường phân định xanh do Liên Hiệp Quốc công nhận khoảng chừng 10 mét. Ở khu vực phía tây của biên giới, gần làng Mawahin của Lebanon và ngay đối diện với cộng đồng Zarit của Israel. Các chuyên gia Do Thái nhận định rằng Hezbollah đã bắt đầu xây dựng đường hầm này cách đây khoảng 2 năm. Quân đội Do Thái đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch nhưng đã ngấm ngầm theo dõi quá trình xây dựng cấu trúc bí mật này. Vào cùng ngày, sư đoàn 98 của quân đội Do Thái đã ra báo cáo tóm tắt một tuần hoạt động ở miền nam của nước láng giềng. Thống kê đã loại bỏ được hơn 200 chiến binh Hezbollah ở tại một số ngôi làng Lebanon giáp biên giới với lãnh thổ của Israel. Liên minh châu Âu thông báo mở cầu hàng không nhân đạo tới Lebanon. Ngày 9 tháng 10, Liên minh châu Âu thông báo đã mở một cầu hàng không nhân đạo để vận chuyển hàng cứu trợ đến Lebanon trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Ủy ban châu Âu cho biết 3 chuyến bay đầu tiên sẽ vận chuyển hàng cứu trợ từ nước Ý và Dubai đến Lebanon. Chuyến hàng đầu tiên dự kiến đến thủ đô Beirut vào ngày 11 tháng 10. Trên mạng xã hội X, chủ tịch của Liên Âu là Ursula von der Leyen khẳng định Liên Âu sát cánh với những người dân chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Lebanon. Bà nêu rõ số hàng viện trợ lần này bao gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như chăn, bộ dụng cụ trú ẩn đến thuốc men. Vào tuần trước, Liên Âu cam kết sẽ chi thêm khoảng 33 triệu Mỹ Kim để viện trợ nhân đạo cho Lebanon, giúp cho quốc gia này ứng phó với tình trạng bạo lực hiện nay. Liên Âu cũng đã điều phối việc cung cấp viện trợ cho Lebanon từ các quốc gia thành viên như Bỉ, Pháp, Ba Lan, Slovakia và Tây Ban Nha. Cùng ngày, thì Hezbollah tuyên bố đang giao tranh với quân đội của Israel ở khu vực miền nam Lebanon, trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch trên bộ nhằm vào lực lượng này. Hezbollah đã bắn tên lửa và nã đạn pháo khi binh sĩ của Israel tìm cách tiến vào khu vực Meir al-Jabal từ nhiều hướng. Trong khi đó, thì giới chức của Israel xác nhận Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa vào các khu vực Thượng Galilee và Vịnh Haifa, làm cho ít nhất là 2 người bị thương. Quân đội của Israel khẳng định không quân của nước này đã chặn được một số tên lửa, trong khi những quả còn lại rơi xuống khu vực và trúng vào 2 địa điểm tại Kreot, phía bắc của thành phố Haifa. Buôn lậu cần sa từ Thái Lan và nước Anh đang gia tăng. Các vụ bắt giữ cần sa nhập lậu bất hợp pháp từ Thái Lan và nước Anh đang khiến cho cơ quan quản lý của Anh Quốc gia tăng biện pháp xử phạt. Kể từ khi Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á chính thức hợp pháp hóa cần sa cách đây 2 năm, nhiều cảng và sân bay của nước Anh đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng ma túy được nhập lậu từ nước này. Chỉ trong 2 tuần vừa qua, hơn 260 kg cần sa đã được phát hiện ở trong vali ở tại các sân bay ở nước Anh mà chủ nhân là những hành khách có điểm xuất phát là từ Bangkok, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mã Lai. Thống kê cho thấy đã có ít nhất 90 người Mã Lai bị bắt giữ ở nước Anh trong năm nay vì những tội danh có liên quan đến cần sa. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Anh cảnh báo các nhóm tội phạm có tổ chức đang gia tăng việc trồng cần sa ở Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Đây là những quốc gia cho phép trồng cần sa một cách hợp pháp với chi phí rẻ và chất lượng cao. Lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh cần sa đã thúc đẩy các nhóm tội phạm sẵn sàng tìm mọi cách để buôn lậu cần sa vào nước Anh, kể cả là khi sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải chịu án tù lên đến là 14 năm cho tội danh buôn bán ma túy. Chỉ tính riêng trong năm nay, các cơ quan kiểm soát biên giới của Anh đã thu giữ được 15 tấn cần sa, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Phần lớn có nguồn gốc từ Thái Lan, Hoa Kỳ và Canada, và tình hình hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Được biết rằng các băng đảng mua cần sa từ trang trại với giá rẻ mạt, chỉ có 30 cent cho 1 gram cần sa thô. Trong khi đó, giá thị trường của chợ đen ở nước Anh hiện nay là khoảng 13 Mỹ Kim cho 1 gram. Tiếp theo là bản tin đến từ Brazil, sạt lở bờ sông ở tiểu bang Amazonas. Khoảng 200 người có thể đã bị chôn vùi. Theo các nguồn tin chính thức thì khoảng 200 người có thể đã bị chôn vùi trong một vụ sạt lở bờ sông xảy ra vào ngày 7 tháng 10 tại một cảng ở Manacapuru, tiểu bang Amazonas, tây bắc của Brazil.
Theo lực lượng cứu hỏa quân sự tiểu bang Rio de Janeiro, một phần đất nền của cảng Terra Preta nằm bên bờ sông Amazon đã bị sạt lở vì những lý do chưa xác định. Mặc dù mới đang trong quá trình xây dựng, nhưng cảng này đã hoạt động như là một điểm vận chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Tại thời điểm xảy ra sạt lở, ước tính có hơn 200 người đang xếp dỡ hàng hóa tại đây. Ngoài ra thì có thông tin cho biết là một gia đình sống trên chiếc thuyền nổi cũng đã gặp nạn trong vụ việc này. Lực lượng cứu nạn đã trục vớt được các mảnh vỡ từ thuyền, đường ống, nhà cửa và xe cộ bị trôi xuống sông. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Theo giới quan sát thì vụ lở đất có thể liên quan đến tình trạng xói mòn bờ sông do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng Amazon. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hãng hàng không Boeing rút lại đề nghị là tăng lương 30% cho các công nhân đình công. Tập đoàn Boeing đã rút lại lời đề nghị tăng lương 30% cho hơn 30.000 công nhân đình công sau 3 tuần đàm phán bế tắc với đại diện của công đoàn, đồng thời cho biết là tập đoàn này không có kế hoạch đàm phán với Hiệp hội Thợ máy Quốc tế nữa, trong bối cảnh là các cuộc đình công đã kéo dài đến gần 1 tháng. Theo Reuters, Boeing và Hiệp hội Thợ máy Quốc tế dự kiến tổ chức vòng đàm phán mới nhất với các nhà trung gian trong 2 ngày 7 và 8 tháng 10, song các cuộc bàn thảo đã bị hủy. Điều này đồng nghĩa với việc là giải quyết đình công sẽ bị rơi vào bế tắc. Bà Stephanie Pope là giám đốc điều hành của bộ phận máy bay thương mại của Boeing, cáo buộc phía công đoàn đã không xem xét nghiêm túc các đề nghị của tập đoàn này và đồng thời nhấn mạnh rằng các yêu cầu từ phía Hiệp hội Thợ máy Quốc tế là không thể thương lượng. Về phần mình, Hiệp hội Thợ máy Quốc tế cáo buộc Boeing đã cố tình giữ nguyên lời đề nghị đã được đưa ra vào tháng trước. Hồi tháng 9, Boeing và Hiệp hội Thợ máy Quốc tế đã công bố thỏa thuận sơ bộ, trong đó có cam kết tăng 25% lương, cũng như là thực hiện chương trình sản xuất máy bay thương mại ở khu vực Seattle của tiểu bang Washington trong suốt 4 năm của hợp đồng. Lúc bấy giờ, Chủ tịch của Công đoàn Hiệp hội Thợ máy Quốc tế quận 751 là John Holden gọi đây là một thỏa thuận tốt nhất từng có. Tuy nhiên, sau đó thì công nhân Hiệp hội Thợ máy Quốc tế đã bỏ phiếu để phản đối thỏa thuận sơ bộ, cũng như là ủng hộ tiếp tục đình công. Việc ngừng hoạt động sẽ khiến cho Boeing bị thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng. Theo phân tích của S&P Global Ratings đưa ra vào ngày 8 tháng 10, S&P Global Ratings ngày 8 tháng 10 đã nhận định là Boeing sẽ bị thiệt hại khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng khi mà ngừng hoạt động. Điều này sẽ đưa ra triển vọng tiêu cực cho việc xếp hạng tín dụng của tập đoàn hàng không hàng đầu của nước Mỹ. Ngành địa ốc của Hoa Kỳ có thể thiệt hại hơn 47 tỷ Mỹ Kim do bão Helene. Trong khi tiểu bang Florida đang chuẩn bị đối mặt với một cơn bão lớn khác là bão Milton, những ước tính mới cho thấy bão Helene đã gây ra thiệt hại lên đến 47.5 tỷ Mỹ Kim cho các chủ sở hữu địa ốc trên toàn quốc. Theo dữ liệu từ công ty phân tích CoreLogic, cơn bão cấp 4 Helene đã gây lũ lụt trên diện rộng và tàn phá khắp tiểu bang Florida, North Carolina, South Carolina và Georgia. Tuy nhiên, thì nhiều cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Helene không có bảo hiểm lũ lụt, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể. CoreLogic ước tính thiệt hại không được bảo hiểm do lũ lụt trong khoảng 20 cho đến 30 tỷ Mỹ Kim. Con số này vượt xa ước tính ban đầu của công ty về thiệt hại không được bảo hiểm do gió và lũ lụt là 10.5 cho đến 17.5 tỷ Mỹ Kim. Số người chết do bão Helene đã tăng lên ít nhất là 232 người trên khắp 6 tiểu bang, khiến cho cơn bão này trở thành cơn bão chết người thứ hai đổ bộ vào Hoa Kỳ trong 50 năm qua. Số liệu về thiệt hại mới nhất trên được đưa ra trong bối cảnh bão Milton đang tiến về phía của tiểu bang Florida. Cơn bão này đang nhanh chóng tăng cường từ một cơn bão nhiệt đới thành một cơn bão cấp 5 nguy hiểm trong vòng chưa đầy 20 giờ. Bão Milton có nguy cơ sẽ gây thêm thiệt hại cho khu vực này và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt bảo hiểm lũ lụt ở những khu vực mà tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa lũ lụt lớn. Giới vận động hành lang đang tìm cách tiếp cận với bà Harris. Với viễn cảnh là bà Harris có khả năng trở thành tổng thống, giới vận động hành lang ở tại Washington được cho là đang tìm cách để tiếp cận với bà. Giới vận động hành lang đã cố gắng xây dựng quan hệ với những nhân vật thân cận với Tổng thống Joe Biden trong nhiều thập niên. Trong khi đó, bà Harris chỉ mới làm việc ở Washington chưa đầy 8 năm. Trong thời gian là thượng nghị sĩ, văn phòng của bà thường được coi là không quan tâm đến các thỉnh cầu từ giới doanh nghiệp. Khi là phó tổng thống, bà thường không tham gia quá trình ra những quyết sách quan trọng. Dù vậy, những thay đổi chóng mặt ở trong cục diện chính trị Hoa Kỳ buộc giới vận động hành lang phải tìm cách thích ứng. Họ đang đổ tiền để tài trợ cho Đảng Dân Chủ,
cũng như liên lạc với những nhân viên được dự báo là sẽ tiếp tục phục vụ cho bà Harris, cũng như là kêu gọi quyên góp cho chiến dịch tranh cử. Khi bà Harris được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2016, giới vận động hành lang coi bà là chính trị gia cấp tiến, không quan tâm nhiều đến các giới doanh nghiệp. Các nhà vận động tiết lộ là họ tương đối khó đặt lịch hẹn trong với văn phòng của bà. Ngay cả các công ty ở tại California, nơi mà hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, cũng khó đưa ra được những thông điệp của họ đến bà Harris. Trên cương vị là thượng nghị sĩ, bà có xu hướng quan tâm đến các vấn đề cấp tiến như là quyền phá thai hay là kiểm soát súng đạn, là điều mà giới doanh nghiệp không quá quan tâm. Màn thể hiện của bà trong thời gian là phó tổng thống cũng không đem lại nhiều thông tin. Trong thời gian là tổng thống, ông Biden cũng ít khi gặp mặt các giới lãnh đạo doanh nghiệp. Cam kết đạo đức của chính quyền Biden cũng yêu cầu các cựu quan chức không được tham gia hoặc là hỗ trợ vận động hành lang cho các cơ quan cũ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến việc tìm thấy xác của một người phụ nữ trong hành lý ở Las Vegas. Sở Cảnh sát đô thị Las Vegas đang yêu cầu công chúng cung cấp thông tin liên quan đến cái chết của Kristen Avler, 46 tuổi, sau khi người phụ nữ này được tìm thấy bên trong một túi hành lý mới đây. Theo Sở Cảnh sát đô thị Las Vegas, sở đã nhận được tin báo về một người đã chết vào sáng sớm. Khi các cảnh sát đến địa điểm được báo cáo, họ đã tìm thấy nạn nhân bên trong túi hành lý gần của một khu chung cư. Do bản chất đáng ngờ của cái chết, đội điều tra án mạng của Sở Cảnh sát thành phố Las Vegas đã tiếp quản cuộc điều tra. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Một phi công của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bất ngờ đột quỵ ở ngay giữa chuyến bay vào ngày 9 tháng 10, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố New York. Phát ngôn viên của Turkish Airlines là Yahya Ustun cho biết máy bay Airbus 350 cất cánh từ Seattle đến Istanbul. Tuy nhiên, khi máy bay đang bay giữa chừng thì cơ trưởng là Iselin Pelivan đã bất tỉnh. Sau khi hỗ trợ y tế ban đầu cho ông ấy ở trên máy bay không được thành công, thì phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp. Ông Ustun cho biết, cơ trưởng Pelivan đã qua đời trước khi máy bay hạ cánh và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của phi công xấu số. Được biết, trong phi hành đoàn của chuyến bay này còn có một phi công khác và một phi công phụ. Hiện nay chưa rõ là chuyến bay chở bao nhiêu hành khách. Tuy nhiên, ông Ustun cho hay họ sẽ sắp xếp để các hành khách tiếp tục tới Istanbul như đã định. Theo Turkey Today, phi công Pelivan, 59 tuổi, làm việc ở tại hãng hàng không Turkish Airlines từ năm 2007. Kết quả khám sức khỏe vào tháng 3 vừa qua cho thấy ông không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Một người đàn bà gốc Việt rớt 12.000 Mỹ Kim tại Massachusetts được người tốt trả lại. Một người đàn bà tên là Vân Hà, 71 tuổi, lúc nào cũng đem theo một phong bì bự 12.000 Mỹ Kim tiền mặt đi khắp nơi. Mong muốn cuối cùng của bà là sẽ đưa cho ba người con của mình. Cháu trai bà là Trương Huỳnh cho biết bà cảm thấy an tâm hơn khi giữ số tiền lớn trong tay thay vì cất chỗ khác. Nhưng mới đây, sau khi bà đi chợ mua đồ, khi về nhà bà mới phát hiện là chiếc phong bì đựng tiền đã biến mất. Ông Trương, 55 tuổi, chở bà Vân quay lại siêu thị để giúp bà nói chuyện với nhân viên của cửa hàng và cố gắng tìm chiếc phong bì bị thất lạc. Người quản lý của cửa hàng là Dan Desforces đề nghị kiểm tra đoạn phim an ninh nhưng cũng không có kết quả. Lúc hai dì cháu lên xe chuẩn bị về nhà với hai bàn tay trắng, ông Desforces chạy theo để báo tin mừng. Một khách hàng vừa cầm chiếc phong bì tới phòng dịch vụ, tiền bạc vẫn còn y nguyên. Vị khách tốt bụng này cầm chiếc phong bì đưa cho nhân viên siêu thị vì muốn bảo đảm rằng chính tay khổ chủ sẽ tới nhận lại. Ông Trương cho biết là ông và dì của mình vô cùng ngỡ ngàng khi có người tìm được phong bì và trả lại cho họ. Ông khách chỉ tự nhận mình là Skip, là một khách hàng thường hay lui tới siêu thị để mua sắm và bạn gái của ông làm việc tại đó. Ông Desforces và ông Trương cho biết là họ không biết danh tính đầy đủ của người đàn ông này. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Nam Hàn và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ Nam Hàn sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm lợi ích chung ở trên nền tảng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong bài phát biểu ở sự kiện Singapore Lecture lần thứ 47 vào ngày 9 tháng 10, sự kiện Singapore Lecture do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trực thuộc với chính phủ Singapore tổ chức.
Ở tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Nam Hàn đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc trong bối cảnh là quốc gia này đang cạnh tranh với đồng minh quan trọng của Nam Hàn, đó là Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Hàn bày tỏ là quốc gia của ông sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm lợi ích chung ở trên nền tảng trật tự quốc tế, nhấn mạnh rằng thay vì mắc kẹt ở trong quá khứ thì hai nước phải tập trung vào tương lai. Và cùng ngày, tân ngoại trưởng của Nhật Bản là Takeshi Iwaya đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc là ông Vương Nghị, khẳng định rằng nội các mới của Nhật Bản sẵn sàng thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Sau những căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ và thương mại, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản gần đây cũng đã có những dấu hiệu cải thiện. Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ dần dần lệnh cấm nhập cảng hải sản của Nhật Bản, và Nhật Bản cũng cho phép Bắc Kinh giám sát về việc xả nước thải nhiễm xạ đã qua thanh lọc từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Samsung Electronics xin lỗi vì dự báo lợi nhuận gây thất vọng. Phó Chủ tịch Samsung Electronics Jun Young Hyun vừa ra thông báo xin lỗi khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên tập đoàn vì lợi nhuận dự báo của quý 3. Cụ thể, Samsung Electronics cho biết lợi nhuận hoạt động quý 3 của hãng này có thể vào khoảng 6.78 tỷ Mỹ Kim, tăng 274% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn dự báo của các nhà phân tích và thấp hơn quý 2. Samsung lý giải hoạt động của mảng chip nhớ đi xuống do chi phí và một số ảnh hưởng tiêu cực như điều chỉnh tồn kho và nguồn cung chip công nghệ cũ từ các công ty Trung Quốc đã tăng lên. Việc giao chip cho các khách hàng lớn cũng sẽ bị trì hoãn. Samsung Electronics hiện là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới và là hãng smartphone lớn thứ hai toàn cầu. Vào cuối tháng này thì công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh chính thức. Tháng trước, Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết là Samsung đã chỉ đạo các chi nhánh trên toàn cầu giảm 30% nhân viên tại một số bộ phận. Cổ phiếu của Samsung Electronics năm nay đã giảm 24%. Lino gia hạn trừng phạt thêm một năm nữa đối với IS và Al-Qaeda. Liên minh Âu Châu đã quyết định gia hạn thêm những biện pháp hạn chế đối với hai tổ chức khủng bố là ISIS và Al-Qaeda, cùng với những cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và những tổ chức có liên quan đến các phe khủng bố này thêm một năm nữa, cho đến ngày 31 tháng 10 năm tới. Danh sách trừng phạt hiện nay áp dụng cho 15 cá nhân và 6 nhóm. Tất cả những người được chỉ định đều phải chịu lệnh đóng băng tài sản, trong khi những cá nhân này cũng bị cấm đi lại đến Liên Âu. Ngoài ra, những cá nhân và tổ chức Liên Âu cũng bị cấm cung cấp tiền, tài sản, tài chính hoặc là nguồn lực kinh tế cho những người được liệt kê ở trong danh sách trừng phạt này. Các biện pháp hạn chế này bổ sung cho các biện pháp do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt đối với ISIS và Al-Qaeda. Liên Âu vẫn cam kết hành động để chống lại những kẻ đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách lập kế hoạch và tài trợ cũng như thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cũng như là phát tán tuyên truyền khủng bố ở trên toàn thế giới. Căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Syria bị tấn công bằng tên lửa. Một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ gần mỏ khí Conoco ở tỉnh Deir Ezzor, đông bắc của Syria vừa bị tấn công bằng 4 quả tên lửa. Vụ tấn công đã gây ra những vụ nổ và đám cháy lớn. Quân đội của Hoa Kỳ sau đó đáp trả bằng đạn pháo. Đây là các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thuộc lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq nhằm để đáp trả hành động của quân đội Israel ở Gaza và sự ủng hộ của Washington dành cho họ. Kể từ khi xung đột leo thang ở dải Gaza vào tháng 10 của năm ngoái, Hoa Kỳ và các lực lượng liên quân ở Iraq và Syria đã nhiều lần bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có hồi kết khi Hezbollah và Israel liên tục tấn công nhau trong nhiều tuần qua, khiến cho lãnh đạo của các nước trong khu vực bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột diện rộng có thể bùng phát và nhấn chìm cả Trung Đông trong khói lửa chiến tranh. Ảnh chụp nội các mới của Nhật Bản bị chê là cầu thả, cần phải được chỉnh sửa. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản là Hayashi Yoshimasa xác nhận là ảnh chụp thành viên nội các đã qua một số chỉnh sửa trước khi được chính phủ đăng tải. Ông Hayashi đưa ra thông tin này sau khi mà một số hãng truyền thông đưa tin hình ảnh do các phóng viên chụp có những chi tiết khác với ảnh đã được văn phòng của Thủ tướng Nhật đăng tải. Theo đó, bức ảnh gốc cho thấy phần nhỏ áo sơ mi trắng của Thủ tướng Ishiba Shigeru và Bộ trưởng Quốc phòng là Nakatani Gen đã lộ ra ở khu vực ở trên thắt lưng. Trong khi ảnh do chính phủ đăng tải thì phần áo sơ mi đã được che kín. Ngoài ra, vị trí của một số bộ trưởng cũng đã xê dịch đôi chút để nổi bật hơn. Khi mới được công bố, ảnh gốc đã gây ra nhiều ý kiến châm biếm đến sự cầu thả khi chụp. Chánh văn phòng nội các nói rằng không chỉ có ảnh chụp thành viên nội các nêu trên,
Hình ảnh này tại các sự kiện chính thức ở văn phòng thủ tướng sẽ được lưu giữ trong nhiều năm tới. Do đó, một số hình ảnh đã được chỉnh sửa để phù hợp. Ông Ishiba Shigeru được chính thức bổ nhiệm làm tân thủ tướng Nhật vào ngày 1 tháng 10 và nội các mới của chính phủ đã có cuộc họp đầu tiên vài ngày sau đó. Ông Ishiba thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 27 tháng 10. Tokyo ban hành sắc lệnh bảo vệ nhân viên phục vụ. Mới đây, Hội đồng thành phố Tokyo đã ban hành một sắc lệnh được cho là lần đầu tiên trên cả nước nhằm bảo vệ nhân viên ngành dịch vụ khỏi tình trạng khách hàng quấy rối, xúc phạm nhân viên ngành dịch vụ. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào tháng 4 của năm 2025, được kỳ vọng sẽ khuyến khích mọi người suy nghĩ kỹ trước khi trút bỏ sự bực tức, khó chịu lên nhân viên phục vụ, vốn đang là một vấn đề xã hội đáng quan ngại hiện nay, theo ý kiến của giới hoạt động xã hội Nhật Bản. Một cuộc khảo sát do Tổ chức Công đoàn Nhật Bản thực hiện trong năm nay đã cho thấy, cứ hai nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ thì có một người phải chịu đựng sự quấy rối từ khách hàng, từ xúc phạm bằng lời nói, gây yêu sách cho đến các hành vi bạo lực và tấn công trên mạng xã hội. Ở Nhật Bản, nhân sự làm việc trong ngành dịch vụ chiếm 75% lực lượng lao động của cả nước. Bộ Lao động Nhật Bản cho biết là đang xem xét tăng cường việc thực thi luật nghiêm khắc hơn để giải quyết vấn đề trên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giao thông công cộng, hành chính, dịch vụ nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. Tiếp sau Tokyo, hiện có thêm 3 địa phương khác cũng đang xem xét áp dụng chính sách tương tự để bảo vệ nhân viên ngành dịch vụ. Một số doanh nghiệp thì tuyên bố sẽ ngưng phục vụ, thậm chí báo cảnh sát nếu khách hàng có những hành vi không phù hợp với nhân viên phục vụ. Tin đến từ Trung Quốc cho biết là hơn 2 tỷ lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Bộ Giao thông Vận tải của Trung Quốc cho biết số lượng chuyến đi của hành khách đã vượt quá 2 tỷ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày vừa qua. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 đến 7 tháng 10, trung bình mỗi ngày có hơn 286 triệu lượt hành khách di chuyển, tăng 3.9% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm trước. Trong đó 131 triệu chuyến đi đã được thực hiện bằng đường sắt, với số chuyến đi trung bình hàng ngày tăng 6.3% so với cùng kỳ năm trước, đạt được 18.75 triệu chuyến. Các chuyến bay hàng ngày trung bình đạt 2.3 triệu chuyến trong kỳ nghỉ lễ, tăng 11.1% so với cùng kỳ năm trước. Còn những chuyến đi đường bộ trong giai đoạn này là 1.85 tỷ chuyến, trong khi số chuyến đi đường thủy lên đến là 9.8 triệu. Sự gia tăng nhu cầu đi lại không chỉ thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến du lịch, mà còn kích thích chi tiêu của người tiêu dùng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, làm nổi bật khả năng phục hồi của thị trường nội địa Trung Quốc trong và sau kỳ nghỉ lễ. Lượng đặt phòng trong nước cho các gói du lịch, bao gồm chuyến bay, khách sạn và nhà hàng, tăng vọt đến 40%. Các đơn đặt hàng du lịch nước ngoài cũng vượt qua mức 2 của năm 2019, tức là trước đại dịch. Trong đó, Thái Lan, Mã Lai, Singapore và Úc là những điểm đến được người dân Trung Quốc ưa chuộng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Bắt giữ hai kiến trúc sư lừa chạy dự án ở Đà Nẵng. Vào ngày 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giam hai nghi can Lê Anh Văn, 46 tuổi và Võ Đăng Khoa, 43 tuổi, cùng là kiến trúc sư ở Sài Gòn, đã điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho hay là hai ông Văn và Khoa biết lô đất 75-77 đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang xin thủ tục làm dự án chung cư Summit Thuận Phước, nhưng chưa được chính quyền của thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Hai ông kiến trúc sư trên đã tìm gặp ông MVH, 49 tuổi, quận Hải Châu, chủ của lô đất, giới thiệu mình có quan hệ thân thiết với các sở ngành và nhiều người có chức vụ cao ở Đà Nẵng, đồng thời khẳng định chắc chắn rằng sẽ xin được chủ trương chấp nhận đầu tư và tháo gỡ, khắc phục mọi vướng mắc về quy hoạch, nguồn gốc đất và các tranh chấp khác. Tin lời, ông H đã đưa cho hai ông Văn và Khoa hơn 130.000 Mỹ Kim làm chi phí để chạy dự án. Sau khi nhận tiền thì hai ông kiến trúc sư không thực hiện việc xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án chung cư như đã hứa, mà lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Cơ quan công an xác định là hai nghi can Văn và Khoa chỉ là kiến trúc sư, không có điều kiện, khả năng để xin chấp thuận chủ trương đầu tư giấy phép xây dựng, nhưng đã tiếp cận chủ sở hữu các thửa đất lớn, vị trí đắc địa để đặt vấn đề xin được chủ trương chấp thuận đầu tư.
Ngày 9 tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự của huyện Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Hà Tĩnh cho biết rằng họ vừa trục vớt thành công một quả bom nặng khoảng 250 kg ở tại xã Cẩm Duệ của huyện Cẩm Xuyên. Sau hơn 2 giờ, lực lượng này đã trục vớt được quả bom và đưa đến một địa điểm quân sự để kích nổ, tiêu hủy. Trước đó, khi đang đào mép bờ sông Ngàn Mỏ, một đơn vị thi công bất ngờ phát hiện ra một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Ban Chỉ huy quân sự của huyện Cẩm Xuyên đã thành lập ban hủy nổ đến hiện trường để khảo sát và đồng thời báo cáo cho Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh lên phương án để trục vớt, vận chuyển quả bom đến điểm để hủy nổ an toàn. Trước đó vào năm 2020, ở tại khu vực này cũng đã phát hiện ra một quả bom với kích thước tương tự. Ba nữ doanh nhân Việt Nam được vinh danh trong top quyền lực nhất châu Á. Danh sách 100 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á Thái Bình Dương vừa được Fortune công bố với 3 đại diện đến từ Việt Nam. Chủ tịch của Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên và CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạnh Diễm. Danh sách này không chỉ ghi nhận thành tựu cá nhân mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của các doanh nhân nữ trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực. Năm nay, Fortune lần đầu tiên công bố danh sách này với hơn một nửa trong số các nữ doanh nhân được vinh danh là các CEO, trong khi 26 người giữ chức chủ tịch và 11 người là giám đốc tài chính. Danh sách cũng có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo vùng từ các tập đoàn lớn như là Starbucks, McDonald's và Nike. Hơn 10% trong số này là những người sáng lập công ty mà họ đang điều hành. Fortune nhấn mạnh rằng là các nữ doanh nhân trong danh sách đã tạo ra sự cải cách, đột phá trong ngành, thúc đẩy tăng trưởng và truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp cũng như là thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Họ được chọn dựa trên quy mô doanh nghiệp, tầm nhìn chiến lược, khả năng tạo đột phá, tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế và trách nhiệm xã hội. Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập Vietjet Air vào năm 2011, đã nhiều lần được Forbes vinh danh và hiện sở hữu tài sản là 2.9 tỷ Mỹ Kim. Nguyễn Đức Thạch Diễm gia nhập Sacombank từ năm 2002 và được bổ nhiệm làm CEO vào năm 2017. Còn Mai Kiều Liên đã gắn bó với Vinamilk từ khi thành lập năm 1976 và giữ chức tổng giám đốc từ năm 1992. Triệt phá được đường dây mua bán phụ nữ lấy chồng Trung Quốc. Ngày 9 tháng 10, Công an Bạc Liêu cho biết họ vừa triệt phá được một đường dây mua bán phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, đồng thời ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với những nghi phạm, đó là Lê Quang Tý, Hoàng Văn Cường, Huỳnh Thị Ngọc Thảo và Quách Thị Hoa. Là người này là vợ của Tý để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Huỳnh Thị Ngọc Thảo kết hôn với người Trung Quốc. Tháng 6 năm ngoái, trong thời gian về thăm gia đình ở Bạc Liêu, Thảo đưa ra thông tin tìm phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc, hứa là sẽ lo chi phí đi lại và cho gia đình của họ 8.000 Mỹ Kim. Vợ chồng Quách Thị Hoa và Lê Quang Tý biết được cho nên bèn dụ dỗ một em nhỏ 14 tuổi và một em 16 tuổi đưa sang Trung Quốc để lấy chồng để có tiền lo cho gia đình. Đến ngày 11 tháng 8 năm ngoái, Thảo đưa hai em nói trên đến nhà của Hoàng Văn Cường ở Lạng Sơn để nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc theo đường mòn. Khi sang Trung Quốc thì hai em được đưa đến nhà của vợ chồng Thảo ở tỉnh Phúc Kiến. Sau đó chồng của Thảo bán các nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Khi nhà chức trách Trung Quốc kiểm tra thì phát hiện ra hai em này không có giấy tờ tùy thân nên trao trả về Việt Nam. Các nạn nhân sau đó đã đến cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm cùng với Bộ đội Biên phòng Việt Nam để tố giác. Quảng Nam liên tiếp xảy ra 4 trận động đất trong hơn 2 giờ. 4 trận động đất liên tiếp đã xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chỉ trong 2 giờ, từ 9 giờ 54 phút đến 12 giờ 29 phút ngày 9 tháng 10. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam đã cho hay. Theo trung tâm, cả 4 trận động đất đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cho biết trên tờ Tài nguyên và Môi trường rằng các trận động đất xảy ra ở huyện Nam Trà My có cường độ nhỏ nên người dân không có cảm nhận được và trận động đất này không gây thiệt hại về tài sản của người dân. Trước đó, sau loạt dư chấn từ động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường để thực hiện các biện pháp ứng phó vào khi có động đất xảy ra.
Người Sài Gòn về tỉnh để tìm nhà giá rẻ. Giá nhà ở Sài Gòn tăng cao khiến cho nhiều gia đình trẻ họ chọn về những tỉnh lân cận để tìm mua dự án chung cư có giá phù hợp với túi tiền. Một người 34 tuổi ở quận 8 cho biết, gia đình của chị vừa ký hợp đồng mua căn hộ 62m² với giá là 1.5 tỷ đồng, đã gồm có cả thuế ở tại Bến Lức của Long An. Trước khi đi đến quyết định này, chị dành nhiều tháng để tham khảo các dự án ở Sài Gòn và nhận thấy với tài chính là tầm hơn 1 tỷ đồng gần như là không thể nào mua nổi nhà ở Sài Gòn. Thậm chí là nhà ở xã hội cũng không có được mức giá này. Theo số liệu từ đơn vị tư vấn bất động sản Savills Việt Nam, người mua ở Sài Gòn đang chiếm đến 80% giao dịch ở tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương trong nửa đầu năm nay. Còn theo bản báo cáo chuyên đề của chuyên trang bất động sản, thì 9 tháng qua, tỷ lệ khách từ Sài Gòn về những tỉnh lân cận để mua nhà vẫn tiếp tục gia tăng. Theo đó, người Sài Gòn chiếm 50% lượng khách mua nhà ở tại Bình Dương, chiếm 77% lượng khách mua nhà ở tại Long An, 45-49% khách mua bất động sản ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, theo công bố từ một số chủ đầu tư đang triển khai bán căn hộ ở Long An và Đồng Nai, lượng khách từ Sài Gòn chiếm trung bình từ 45-50% tổng số giao dịch thành công ở tại các dự án này. Nhu cầu mua có cả để ở và đầu tư cho thuê. Mức giá được tìm kiếm nhiều ở tỉnh đó là trên dưới khoảng 2 tỷ đồng. Tiếp theo phần tin Việt Nam, chứng khoán của Việt Nam chưa được nâng hạng, tiếp tục chờ tới năm 2025. FTSE Russell, một tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán, vừa công bố báo cáo xếp hạng các thị trường chứng khoán tháng 10 năm nay. Trong đó, Việt Nam tiếp tục trong danh sách xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Báo cáo cho thấy Việt Nam được đưa vào danh sách chờ xét phân hạng vào tháng 9 năm 2018 với khả năng được tái phân hạng lên thị trường mới nổi. Theo tổ chức xếp hạng, thì quyết tâm hướng đến nâng hạng lên thị trường mới nổi vẫn luôn được duy trì một cách kiên định từ sau kỳ công bố đánh giá thường niên vào tháng 9 của năm 2023 và mới đây được tái khẳng định bởi chính Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ đã cam kết một cách cụ thể rằng thị trường Việt Nam sẽ gỡ bỏ những rào cản có thể cản trở việc đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi vào năm 2025. Các biện pháp đưa ra bao gồm việc sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cũng như là gỡ bỏ những rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. FTSE cũng cho biết sẽ cập nhật về tình trạng danh sách chờ xét hạng của Việt Nam sẽ được đưa vào ra vào kỳ đánh giá giữa kỳ của tháng 3 năm 2025. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Xe cứu thương của Sở Cứu hỏa Orange County bị cảnh sát rượt ở trên xa lộ. Một người đàn ông nghi là đánh cắp xe cứu thương của quận Cam đã bị bắt sau khi cảnh sát rượt đuổi một hồi ở trên xa lộ Nam California. Cuộc rượt đuổi kéo dài qua đến vùng Anaheim và rồi Downey cho đến Norwalk dọc theo đường cao tốc 91. Nghi can lấy cắp chiếc xe cứu thương của Sở Cứu hỏa quận Cam khi nhân viên cấp cứu vừa đưa bệnh nhân xuống Trung tâm Y tế Foothill Regional Medical Center ở thành phố Tustin. Sau khi được tin báo về vụ cướp xe, cảnh sát liền đuổi theo cửa sau của xe cứu thương để mở toang trong suốt cuộc rượt bắt. Cửa hông cũng chưa kịp đóng chặt cho nên bung ra mấy lần trong khi tài xế cuống cuồng chạy trốn cảnh sát. Rốt cuộc, nghi can đã dừng xe bên lề của xa lộ 710 về hướng Nam, ngay gần lối ra East Carson Street, trước lối vào xa lộ 405 và đã đầu hàng với cảnh sát. Cảnh sát cho biết là nghi can từ trong bệnh viện bước ra lối dành cho xe cứu thương và rồi leo lên chiếc xe phóng đi mất. Một viên chức chỉ huy của đội cứu hỏa tìm cách gọi điện thoại cho một nhân viên cứu hỏa khi vụ cướp xảy ra, nghĩ rằng sẽ nói chuyện được với đồng nghiệp thì lại nghe được tiếng nghi can ở bên đầu dây. Chưa có thêm chi tiết gì về nghi can hay là vụ cướp này. Tiếp theo là bản tin liên quan đến hàng trăm người chiếm dụng đường phố bất hợp pháp ở Santa Ana. Hàng trăm người đã xuất hiện để tham gia và theo dõi một cuộc chiếm dụng đường phố bất hợp pháp ở Santa Ana mới đây. Video từ hiện trường cho thấy một đám đông lớn đã tụ tập và quay video trong khi một chiếc xe màu xanh lá cây đang quay vòng quanh một đám cháy. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường nhưng không rõ có bắt giữ người nào không. Gần đây, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một số dự luật giúp cho cơ quan thực thi pháp luật trấn áp các vụ chiếm dụng đường phố làm sân khấu trình diễn bất hợp pháp, buộc cả người tham gia và khán giả phải chịu trách nhiệm. AB 1978 cho phép
cơ quan thực thi pháp luật tịch thu xe của khán giả trong một số cuộc chiếm dụng đường phố. Trong khi đó, thì AB 2186 cho phép cơ quan thực thi pháp luật tịch thu xe của người tham gia đua xe trên đường hoặc là trong bãi đậu xe. Và sau đây là bản tin cuối từ quý vị. Giới chức của Liên bang treo thưởng 20.000 Mỹ Kim để tìm ra nghi can bắn chết một con sư tử biển. Giới chức công lực Liên bang treo thưởng 20.000 Mỹ Kim để tìm nghi can bắn chết con sư tử biển 2 tuổi ở trên bãi biển Bosachica ở Orange County, theo nhật báo OC Register đưa tin vào ngày hôm qua. Vụ này được báo cáo cho giới chức công lực cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia sau khi nhóm cứu nạn của Trung tâm Động vật Biển Hữu Nhũ Thái Bình Dương tìm thấy một con sư tử biển bị thương và đưa đi điều trị trước khi nó chết. Giới chức cho hay họ rất coi trọng vụ vi phạm đạo luật bảo vệ động vật biển hữu nhũ này và hy vọng là số tiền thưởng sẽ giúp tìm ra được nghi can cũng như là thông tin liên quan. Đạo luật trên cấm quấy nhiễu, săn bắn, bắt giữ hoặc là sát hại động vật biển hữu nhũ. Người vi phạm đạo luật này có thể bị phạt tối đa hơn 34.000 Mỹ Kim, ngồi tù tối đa 1 năm và bị tịch thu bất cứ dụng cụ hay là phương tiện nào có liên quan. Bác sĩ thú y Deming, người chữa trị cho con sư tử biển, nói rằng kết quả chụp X-ray cho thấy con sư tử biển đã bị bắn từ 1 cho đến 2 ngày trước khi được phát hiện. Con sư tử biển chết do bị nhiễm trùng và tràn khí màng phổi. Sau khi con sư tử biển chết, bà Deming đã mổ xác lấy viên đạn ra cất giữ để làm bằng chứng. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Cảm ơn khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.